Chương trình xin được tiếp tục với các thông tin quốc tế đáng chú ý trong 24 giờ qua. Thêm một sĩ quan cảnh sát của Mỹ nữa vừa bị bắn chết tại bang Florida, miền đông nam của nước này. Đây là vụ sát hại cảnh sát thứ hai tại Mỹ chỉ trong vòng 2 ngày. Theo thông báo từ văn phòng cảnh sát trưởng hạt Pinellas, vụ tấn công xảy ra vào khoảng 3 giờ sáng ngày 21 tháng 12 theo giờ địa phương tại khu Tampa Springs, cách thành phố Tampa khoảng 45 km về phía tây bắc. Nạn nhân là sĩ quan cảnh sát Charlie Connick, 45 tuổi, thuộc sở cảnh sát Tampa Springs. Ông là người gốc New York, đã có hơn 22 năm công tác, trong đó có hơn 5 năm công tác tại sở cảnh sát thành phố New York. Nghi can được xác định là Marco Antonio Parilla, 23 tuổi, hiện đã bị bắt giữ với cáo buộc giết người cấp độ 1. Nhà chức trách cho biết, sau khi nhận được tin báo vào lúc 2 giờ sáng, ông đã tới hiện trường kiểm tra thì bị bắn. Tay súng sau đó tẩu thoát bằng ô tô nhưng bị bắt giữ sau khi gây tai nạn ở khu vực vịnh Tampa. Hiện vụ việc vẫn đang được cảnh sát tiếp tục điều tra. Vụ án mạng xảy ra chỉ một ngày sau khi hai cảnh sát ở thành phố New York bị bắn chết theo kiểu hành quyết lúc đi tuần ở Brooklyn. Điều tra ban đầu cho thấy họ bị giết để trả thù.